Rồi, chín rồi, múc ăn nha. Quá ngon. Ăn cái này. Chào cả nhà nha. Bữa nay mình mua con gà nè, về mình bữa nay mình kho tàu nha, có con gà sẵn nè, với củ hành, ớt, ớt không cay, hành, trứng, rau các loại có đầy đủ cho nè. Giờ mình chặt con gà ra, gà mình mua về mình rửa rồi, giờ mình ở cánh mình chặt bằng ba đi, rồi. Rồi mình chặt ra mình kho tàu. Rồi tiếp theo mình đi ốp nha. Ốp nha. Tỏi, củ hành. Rồi mình chặt gừng luôn nha. Bỏ vô cối để đâm. Rồi xong rồi mình đem đi đớp nha. Rồi hớp nha. Đường, muỗng hạt nêm, đường, bột ngọt, miếng muối, dặn miếng muối vô. Miếng nước mắm, rồi. Tỏi, củ hành rồi mình đâm, mình ốp vô luôn, ốp khoảng 15-20 phút thì cho nó thấm mình mới đem được kho nha. Rồi thì là mình tiếp theo mình đi luộc trứng nha, để thôi nó bể cái nó thấm nước nó không ngon. Rồi luộc 5 miếng trứng vịt với 2 trứng gà, bỏ miếng muối vô nghe, bỏ miếng chanh vô nó lột cho nó dễ. Rồi luộc 20 phút rồi nghe, mình vớt ra nghe. Rồi để cho nó nguội cái mình bắt đầu mình đi kho thịt. Rồi mình chế dầu vô mình thắng miếng đường cho nó vàng rồi mình đổ thịt vô kho nha. Bỏ miếng đường, đường cát vô. Rồi. Rồi nó vàng vàng vậy là được rồi đó nha. Rồi bỏ thịt vô. Thấy chưa? À, mình thấy dừa nè. À, thêm miếng nước lạnh vô. Nêm nếm cắm. Đường 2 muỗng đi. Bột ngọt. Hạt nêm. Miếng nước mắm. Rồi xong. Rồi bỏ trứng vô nghe. Quá ngon. Rồi, cạn nước đó rồi, dọn ăn. Rồi chín rồi, múc ăn nha.
quá ngon. Rồi xong rồi, chào cả nhà nha. Nãy giờ mình cũng làm gà kho tàu nè, bữa nay mình đổi món, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Mời cả nhà. Ăn cái mè. Tôm nhúc mà. Kho lạp hạt ở dưỡng. Ăn ngon. Bông súng. Ngon. Dạ ngon. Bù nèo. Mẹ ăn lẩu thì nó trúng gạo đó, mà nóng quá. Nóng quá ăn lẩu nó. Đồ nhúc không? Này chấm đồ nhúc đã hết sảy luôn. Không ăn. Dưa leo nữa. Dưa leo nằm đây không thấy. Ăn dưa leo nguyên trái thì nó mới ngon. Nước này vừa ăn quá ngon quá. Yeah.
con trái dừa ngọt quá trời, ngon. Chết rồi. Ăn cái trứng. Trứng khoai dạ. Trứng. Ngon. Này mình trang bún ăn cũng ngon, bánh ăn cái này cũng ngon đó. Kho này nó vừa ăn nhất. Rồi xin kết thúc video tại đây. Chào cả nhà, hẹn gặp lại. Chào.